Rồi, xin chào mọi người nha. Hôm nay qua cho mọi người xem dàn chuồng do một anh Phát đặt ở bên xưởng. Thì anh đặt vào một ô này là ngang 1m2 cho 60 và rộng 60. Thì cái chuồng này nó có set up như bình thường thôi, bắt rao nhìn nó rất là lẹ mọi người. Cái này là do ý của anh đặt bên xưởng, xưởng làm bắt rao theo yêu cầu luôn. Đây, ba bức bắt rao khác nhau. Và đặc biệt cái dàn chuồng này này, anh không xài công tắc này nữa. Đặc biệt điều chỉnh trên điện thoại hết. Đây, điều chỉnh trên điện thoại hết cho mọi người. Đây, em điều chỉnh cho mọi người xem này. Cái này là tắt tổng thể nhá. Còn đây, bật lên này mọi người. Còn nếu mà tắt từng bóng thì đây có nút 1, nút 2, nút 3. Thì cái app này này, nó có thể chỉnh tên, tên bóng của mình hoặc là tên theo ý thích của mình. Hoặc chuồng số mấy và có hẹn giờ. Mọi người có đi đâu ấy, chỉ cần bắt mà có wifi thôi là nó kết nối được cả hai cái, mình sẽ tắt ở từ xa hết. Thì cái chuồng này nó cũng như mấy chuồng khác thôi, nó cũng có gồm 3 chui đèn và một thanh đèn led. Thì chuồng này ấy, nó lót xưởng xe lót cho anh bằng vỏ gỗ thông. Thì vì vỏ gỗ thông này nó rất là tốt. Cái thứ nhất này hút ẩm tốt này, nó khử mùi cũng tốt luôn. Khi mà nó ẩm quá mọi người chỉ men ra phơi nắng mà mình có thể tái chế lại. Thì cái phần mắt rao này của xưởng làm dày là 10 phân. Tấm này dày là 10 phân nha mọi người. Nó là cứng, nhìn nó độc lạ lắm, nhìn nó lạ. Rồi thì ở rèn dưới nó cũng như vậy thôi. Quay set cho mọi người xem. Thì này là như là anh Phát nuôi Tegu hay là nuôi Seven gì đó mọi người. Tegu, Seven, rồng Úc, Igu, chuồng này luôn hết. Và đặc biệt mọi người hỏi rắn thoát hơi ở đâu thì đây, quay cho mọi người xem. Rắn thoát hơi nó sẽ nằm ở hai bên này. Vì vậy ô thoát hơi cũng tốt lắm mọi người, chứ không có bí đâu. Và đặc biệt bén này á, là bén mở đĩa chỗ ẩm siêu chống thấm. Bén dày là dày 17 ly nha mọi người. Thì ngoài ra sẽ có nhận đóng theo yêu cầu của mọi người luôn. Tất cả mẫu mã từ chuồng mèo, chuồng chó, chuồng bò sát. Từ đây chuồng mèo đây. Chuồng mèo sợi em đây. Này em có quay ở video trước rồi. Thì giá của cái dàn chuồng này là 10 triệu nha mọi người. 10 triệu. Giá bao rẻ nhất ở miền Nam luôn.